Cuối cùng thì đại chiến Diêu Hại cũng đã đi đến hồi kết. Và các bạn ơi, trong video clip phần 3 và cũng là phần cuối cùng của đại chiến Diêu Hại, mình sẽ chia sẻ đó là mình đã chiến đấu với Diêu Hại không phải một mình, mà mình đã được sự hỗ trợ hết mình của một biệt đội sôi hùng. Và biệt đội đó là tập hợp của các chuyên gia diệt rêu trong Bình Sinh. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn chân dung về những vị anh hùng thông qua video clip này. Sau khi mình đã chiến đấu với Diêu Hại bằng phương pháp cơ học và hóa học rồi, phương pháp cuối cùng mình sử dụng đó là phương pháp sinh học, sử dụng các loại sinh vật ăn Diêu Hại trong bể sinh. Dựa trên kinh nghiệm chơi, mình sẽ giới thiệu với các bạn về một số loại. Rất nổi tiếng ở đây có lẽ là không thể không nhắc tới cá ô tô và cá bút chì. Hai loại này bao giờ mình cũng thả song hành ở trong bể. Thường sau khi setup bể khoảng 5 cho đến 7 ngày là mình đã tiến hành thả cá ô tô và cá bút chì rồi. Đây là những loại tương đối khỏe, đặc biệt cá bút chì rất dễ nuôi và ít bệnh tật. Nếu ở nơi các bạn ở không có bán cá ô tô bút chì, thì mình có thể khuyên các bạn nuôi những loại cá đơn giản, rẻ tiền, dễ tìm kiếm như cá mún, cá bình tích. Những loại này thì mình thường chỉ thả vào trong bể để xử lý rêu hại khi bùng phát rêu, còn sau đó mình lại vớt ra bởi vì chúng thải phân rất bẩn. Cầu kỳ hơn một chút thì các bạn có thể nuôi một số loại cá dọn bể chuyên dụng. Những loại cá này tương đối khó nuôi và giá cả cũng tương đối mắc, vì thế các bạn nên cân nhắc kỹ. Nhân vật tiếp theo mà mình muốn nhắc tới đó là một chuyên gia ăn tảo nâu, đó là ốc Nerita. Loại này rất khỏe và dễ nuôi. Thường sau khi setup bể khoảng 3 ngày là mình đã có thể thả ốc Nerita rồi. Tuy nhiên loại này khi trưởng thành sẽ đẻ tương đối bẩn. Thêm một nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực diệt rêu này đó chính là tép Amano. Loại này thì hơi đắt một chút và thường hay bò ra ngoài trong giai đoạn đầu chưa thích nghi với bể. Vì thế là mình khuyên các bạn có thể chuyển sang chơi tép màu, hoặc là tép thanh mai, hoặc tép suối Việt. Những loại này ăn rêu khá tốt nếu chúng ta nuôi với mật độ nhiều. Tuy nhiên, như tép thanh mai hoặc tép suối thì đều là tép khai thác tự nhiên. Vì thế chúng ưa nước mát này và đặc biệt phải thích nghi với môi trường tự nhiên. Vì thế khi chúng ta mua về một thời gian thì thường là số lượng sẽ bị hao hụt đi. Nó không để khỏe như tép Amano được. Để giúp cá ốc tép dễ thích nghi khi mà thả thì chúng ta cần phải lưu ý là khi chúng ta mua những bịch tép này về này, chúng ta nên ngâm vào trong bể trước khi thả khoảng tầm 10 phút. Sau đó thì chúng ta sẽ giúp cho cá tép làm quen với nước mới. Ví dụ như mình thì mình có thể dùng một cái dây sủi khí nhỏ ở đây, mình dẫn nước từ trong bể vào trong xô này để cho cá tép quen dần. Một số bạn cũng hỏi mình đó là thả tép vào trong bể để ăn rêu mà chẳng bao giờ thấy tép xuất hiện. Thì các bạn cũng hiểu một điều rằng là tép nó tương đối nhát. Trong bể có cá thì thường tép nó sẽ lẩn trốn. Và ban đêm khi chúng ta tắt đèn đi thì tép sẽ bắt đầu ra để ăn rêu. Các bạn có thể kiểm chứng bằng việc buổi đêm chúng ta soi đèn pin vào thì sẽ bị tép ra ăn rất nhiều. Các bạn thấy chân dung của các vị anh hùng của chúng ta thật là bé nhỏ không ạ? Vâng, tuy bé nhỏ như vậy thôi nhưng các vị anh hùng của chúng ta lại làm việc rất hiệu quả. Và cá, tép, ốc, ăn rêu chính là những loài mà mình khuyên các bạn nên mua ngay từ khi các bạn mới setup bể. Sau khi chúng ta vận hành bể được khoảng 5 đến 7 ngày rồi thì các bạn có thể tiến hành thả ngay. Đặc biệt là ốc Nerita chẳng hạn thì các bạn có thể thả ngay sau khi set bể, hoặc sau khi set bể xong khoảng 2-3 ngày đi thì chúng ta có thể thả ngay ốc vào trong bể rồi. Và nhờ có những biện pháp sinh học này thì chúng ta có thể giảm thiểu rêu hại trong bể của chúng ta trong suốt quãng thời gian chơi. Như vậy đỡ đau đầu rồi phải không ạ các bạn? Tuy nhiên, cá ốc tép ăn rêu cũng không phải là giải pháp tối ưu hoàn toàn, mà chúng ta vẫn phải kết hợp với cả giải pháp cơ học nữa. Đó là chúng ta nếu thấy rêu hại, chúng ta có thể loại bỏ bằng phương pháp thủ công này, hoặc là chúng ta có thể thay nước. Chiếc bể của mình bây giờ thì có thể là đi vào ổn định hơn rồi, thì một tuần mình sẽ thay nước tối thiểu là một lần, và nếu có thời gian hơn thì thay 2 lần.
Còn các bạn mới set up bể thì mình vẫn khuyên là trong tuần đầu tiên các bạn ngày nào cũng nên thay nước khoảng 30-50%. Tất nhiên các bạn có thể theo cách của mình hoặc là tự theo cách của các bạn thôi, miễn là làm sao chúng ta cùng đạt đến một kết quả, đó là bể vệ sinh của chúng ta không có rêu hại hoặc lượng rêu hại ở trong bể nó không đáng kể, không ảnh hưởng gì đến việc chơi của chúng ta. Để chiến đấu với rêu hại thì chúng ta thấy kết quả đó là chúng ta vẫn phải trải qua thương đau. Rất nhiều cây chúng ta phải loại bỏ, cắt bớt tỉa lá đi. Ban đầu đang được khóm rất đẹp thì chúng ta phải tỉa trụi đi. Hoặc là rất nhiều loại thực vật ở trong bể như là rêu cảnh chúng ta đã bị ảnh hưởng. Như rêu của mình bị vàng thì rất nhiều bởi vì mình dùng thuốc diệt rêu. Đó là lý do mà mình cũng khuyên các bạn tốt nhất nên phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Hoặc nếu mà chúng ta chữa bệnh thì chúng ta nên sử dụng các biện pháp ưu tiên, đó là cơ học và sinh học. Còn biện pháp hóa học thì cực chẳng đã, chúng ta hãng dùng. Vâng, và video clip phần 3 này cũng đã kết lại hồi kết cho đại chiến rêu hại của Green Happiness. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Và nếu các bạn có những phương pháp điều trị diệt rêu nào hay hơn thì các bạn hãy chia sẻ với mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đừng quên đăng ký kênh Green Happiness để các bạn có thể xem được nhiều video clip hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại trong những video clip sắp tới. Xin chào tạm biệt.